Ơi, xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Nam Anh Lê, ông của Anh Xá. Ừ. Còn mình thì là cậu Vàng, ông của cháu Nhã. Hôm nay là bọn tôi ở đây để mừng cái ngày comeback của anh Xuân Đan. Ông ấy có năm 75, ông có cái bài Họ Nói đấy. À, bài Trai Sài Gòn Không Có Cửa đúng không? Đúng rồi. Xuân Đan đã quay trở lại với một album mới. Ừ. Bài gần nhất ông nghe của Xuân Đan là bài nào? Gần nhất à? Trai Thành Phố. Trai Thành Phố Lớn. Ừ, có cái đoạn hát du đấy. Địch City Boy. Địch City Boy. Đến ngay với bài hát mới của cháu Xuân Đan. Ông Xuân Đan. À, no, sorry. Ông bạn Xuân Đan. Cùng lứa đấy. Ôi. Ơ bạn Châu này. Bà này úi giời, thế mấy chục năm rồi bà vẫn xinh thế. Chào mừng quý vị đến với trường quay SSTV. Chúng tôi rất bình thường khi có mặt trong chương trình của một đại sĩ rất nổi. Ôi, mấy ông bạn này sinh 77 đúng không? Ừ, sinh 77 là tuổi mình là gọi mình là chú đấy. À, ở ngoài đường là mình là chú đấy. Con nhạc lên tí nữa không nhở? Sao ông lại phải tự chỉnh à? Ô bạn thuộc bên này à? Thuộc chứ. Tôi nghe mòn cái radio ở nhà rồi đấy. Từ. Kiểu tóc trending năm 1968 đây này. Sợ thế. Ơ sái cổ này. Ông mất cái phim sái cổ của cái... Tôi biết. Đấy. Từ đấy tôi sợ đi tắm luôn mà. Thế là từ năm đấy giờ chưa tắm bao giờ? Chưa. Sao đầu góc nhìn bẩn thế. Không. Ấy à. Nhấc máy lên kho anh số anh. Ô, American Beauty này. Ông xem bản nào đấy, bản của tôi là vẻ đẹp mỹ đình. Đây phim Hồng Kông đấy không? Cam đồng hồ hay là hồng đồng hồ cam ấy. Ừ, đồng hồ cam. Ừ, đồng hồ cam. Úi giời. Vào trong phòng khách trên bàn trước cửa ngoài ban công phố cho anh những lúc em cần. Có đoạn vừa rồi các cháu bảo là các cái địa điểm để mà ngủ với nhau ấy, không phải đâu, các địa điểm anh em có thể sở được đấy. Già rồi mà. Ui. Ôi mẹ thế nhỉ. Tú này. À, Tú Liver. Ờ, Tú Liver đây. Đáng lẽ nhá, trên con thuyền Titanic ấy là ông này có thể xuống thuyền cứu hộ ông đi rồi. Ừ. Nhưng mà nhìn cái gương mặt của anh ấy đi. Ừ. Mặt này là mặt là tao thà ở lại còn hơn là về chụp ảnh cho vợ. À. Đây là thầy Thiện Minh. Đánh guitar vai. Thế mà nhìn tưởng Trung Bảo. Ôi. Ui ai đây? Quân Giáng Sinh. À. Quân Giáng Sinh khóc luôn cơ. Đúng rồi. Già rồi mà út thìa. Cứ đốn. Khán giả. Úi giời. Nghệ. Beautiful calm the bass. The one and only two live on the keyboard. Demon on the violin. Nhưng mà đây là cái ban nhạc là không uống vodka nữa. Lên cho anh hai chai táo mèo. Ôi, hồi xưa tôi tán bà ca này mãi, bà đánh bass ấy. Thế á? Thích lắm, thích bà ca lắm.
Mà cả có thằng con là núi cũng giống tôi, đều là chó cả. Sao thế? Bà ấy nuôi con chó và đặt tên là núi. Bà gọi là con bà ấy. Tôi quen một ông tên là núi. Đánh vợ trong sáu còn đánh sâu. Ừ. Đánh vợ đấy thế. Mày cứ đi qua là tát cho phát. Được đấy chứ. À, ông Phương Vũ. Phương Vũ, Phương Vũ. Đấy à. Tay để cầm à. Hóa ra là MV này là bên phòng chống nghệ thuật, nghệ thuật. Ừ, phòng chống nghệ thuật, đúng rồi. Phòng chống nghệ thuật Hắc Yến. Bảo sao xịn phết. Nói chung là những cái MV từ xưa, từ xưa đến nay các cụ nhà mình ý là thế hệ mình ấy. Đúng rồi. Rất là thích MV của bên phòng chống nghệ thuật. Ừ. Họ kiểu rất là sáng tạo ấy. Họ rất là sáng tạo. Trong cái MV lần này là tôi thấy là có một vài cái reference, một vài cái và bộ phim mà tuổi mình rất hay đúng xem. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn có nhớ bộ phim vừa ra hôm trước luôn. Chính ra American Beauty. Vừa ra tuần trước đấy. Tuần trước anh em mình đi đấy. Rồi là từ đầu đến giờ là thấy nào là ngay mở đầu luôn. Bạn có thấy quả Singing in the Rain không? Xong rồi còn có cái phim mà gọi là cái phim sái cổ. Quả phim đấy như tôi vừa nói là nó làm tôi không dám đi tắm vào ra xem. Chính xác. Dao bầu đấy tôi đúng vẫn rồi. Nhớ tận bây giờ. Sự thật thú vị dành cho ông bạn nhá. Cái cảnh quay của phim Shining này, trong cái bản nguyên gốc ấy, cái thằng bé ngồi trên xe đấy ấy, nó không hề biết nó đang đóng phim kinh dị luôn. Bố mẹ nó bắt nó lên đấy. Mày phải kiếm ngày bữa tối cho tao. Nhưng mà nói thật là với phòng chống nghệ thuật nhá, thì tôi đề xuất là anh em làm video tiếp theo cho bạn Xuân Đan này là làm theo cái chuỗi phim Đất rừng Phương Nam. Ông vừa rồi nó vừa ra cái bản là bạn xem cái Đất rừng Phương Nam là thằng Tàu Lai chưa? Nhiệm vụ của Thiên Địa Hội đấy. Khoan, sao nghe tên hội quen nhỉ? Tôi trong hội đấy. Tôi trong forum đấy từ những năm 2007. Cái MV này nó làm tôi bị tò mò, không thể nghe một lần được. Vì nghe một lần thì mình sẽ bị mất tập trung vừa cả MV cả phần nhạc. Đúng rồi. Đấy, thế là nghe cái này tôi phải nghe hai lần. Đấy, nhưng mà ông nghe được không? Tiếng bass nó rất là nó ít nhất phải chỗ này phải hai layer bass. Cái tiếng đập bass này nó mạnh kiểu, nó làm tôi nhớ đến những cái lần tôi bị đánh hồi bé. Kiểu thế. Bây giờ tôi phải nói gì đâu. Hit me. Dạo gần đây rapper thích hát nhỉ? Tôi thấy mấy anh em đờn ca tài tử dạo này có vẻ như là thích đưa nhạc nhiều hơn là phần rap. Có cháu Hiếu Đầu Tuần không hát. Em Hiếu Đầu Tuần có hát. Rồi cháu danh ca Phong Lý. Phong Lý cũng hát. Tôi nghĩ đi phòng trà hợp. Chắc là anh đang nói về cooking đúng không? Kiểu đang nói về nấu ăn đúng không? Trên bếp và trên bàn ấy. Trên bàn, đúng rồi. Đấy, xong rồi ra ban công ấy thì chắc là cháy khét quá thì phải vứt ra ban công chứ. Ôi giời ơi. Đây có phải lần đầu tiên anh Xuân Đan là công khai vợ anh ấy không nhỉ? Đấy, có phải thế đấy. Công khai kiểu trên nhạc ấy. Nhìn mặt. Con có lạy thầy. Trông mặt ra đâu rồi làm mấy cái mặt. Úi giời. Đấy là chuẩn góc quay của Hitchcock luôn. Hitchcock quay như nào là quay đúng như thế đấy. Từ cái bóng các kiểu. Đây là gần như là parody lại bộ phim rồi tí. Đúng rồi. Đây là dựng lại luôn đấy. Sau đó sáng tạo này. Trông anh Xuân Đan cứ hài hài thôi. Nhưng mà đẹp, những cái dáng này đẹp. Ôi, quay đẹp thật. Ngày xưa xem Titanic đến đoạn này bực vãi. Còn ông định bảo mà rách lại 5 triệu đúng không? Không được đâu nha. Đúng là rách cái gì cũng bỏ được. Kể cả bỏ mạng. Hit me. Khóc.
đoạn này tôi rất mê này. Ừ, đoạn này tôi nghe nói là đoạn này, riêng đoạn này là quay mất 6 tiếng. Thế mà? Quay đúng mỗi đoạn này thôi là để nó vào khớp như thế này là mất 6 tiếng. Ừ. Hay là cái này là ông Xuân Đan cố tình chơi tự chữ, nó phải đọc là hit me up. Là sao? Thì là hút me ít nhưng mà ít me nhiều. Rơi mẹ con dẫu. Quay trở lại với âm nhạc của Xuân Đan đi. Từ trước đến nay tôi rất là thích Xuân Đan trong việc là anh ấy rất là trong thay đổi. Từ cái hồi mà tôi quen Xuân Đan đến giờ là ông ấy trải qua rất nhiều cái cung bậc. Ừ. Từ rap lớp, trai thành phố lớn này, rap theo kiểu dạng là bad boy này, các kiểu này. Người ta gọi là công tử Bạc Liêu. Yeah, xong đến bây giờ thì ông ấy đùng một phát chuyển đổi sang một thể loại tôi cũng không biết gọi là gì. Đây là ra thính phòng kết hợp với cả thơ đọc vần. Đây có phải lấy cảm hứng từ nhạc của Jaden không? Các bạn có thể thấy là ở trong này có Michael Jackson này. À. Đấy, hay là những đoạn hit me là nó là đây, nó là kiểu... thế nhưng mà cái tiếng hit me đấy nó là cái đặc sản của ông James Brown. James Brown? James Brown, một ca sĩ hát nhạc người da màu rất là nổi tiếng. Nhưng mà vấn đề là âm nhạc này nó là một cái dạng thể loại âm nhạc thưởng thức. Cái này là nó sẽ là jazz và live. Các bạn có thể thấy là ở trong này có Quân X-Mart đánh guitar, có chị Ca đánh bass, sau đấy còn có cả anh Thiện Minh là đánh guitar vai, xong rồi có ông Gulliver là cầm ghế. Phải thật là ông Quân X-Mart này có một góc mặt khá đẹp đấy. Ừ. Đẹp dai đấy. Nhưng mà nghe nói đây là sản phẩm sắp gọi là mở đường cho anh Xuân Đan sắp ra thêm đúng không nhỉ? Tuyển tập nhạc chọn lọc. Dancing in Love này. Ừ, Dancing in Love. Nếu thế thì là ông sẽ là này, Nam Anh vẫn còn yêu em. Nam Anh yêu em. Đấy. Nhã nhạc cho em. Không phải nhục nhã. Bài này á, bài này có một cái là hệ thống âm thanh bài này nó là hoàn toàn là nhạc live, nhạc cụ thật. Tức nghĩa là để thu ra được cái bài này là mọi người phải ngồi quánh với nhau đúng không? Đúng rồi. Xong thu trực tiếp đúng không? Chính xác. Bạn xem những cái đoạn mà trước đấy là có cậu hôm trước là ông Xuân Đan là ông dạy Hà Kiểm đấy, là hát trực tiếp tại trong cái bài thu luôn. Phòng Tí Hon đúng không? Ừ, phòng Tí Hon. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là bạn có thể thấy là trong cái này là ông Xuân Đan phải tập nhảy. Thậm chí nhảy rất nhiều. Đúng rồi. Góc quay nó cũng là góc quay của Stanley Kubrick nhá. Chuyển cảnh này hay là đảo từ trong phòng này đấy là toàn của góc quay của Stanley Kubrick. Ây à. Nghĩa là cái ông cháu Phương Vũ này là rất giỏi. Chỗ từ trước đến nay tôi với bà nhà tôi vẫn thích nhạc của Lạc Không Gian. Ừ. Thích từ ngày xưa rồi. Đúng rồi. Ngày xưa tôi vẫn nhớ tôi với bà nhà tôi hay ra Công viên Lenin xoay compa ở trên nền nhạc của SSWAC. Nói chung là rất cảm ơn nhà Loa Không Gian và đặc biệt là anh Xuân Đan đã đem đến một cái MV rất là giải trí. Thế thì để chốt lại video ngày hôm nay thì ông chấm cho cái bài này mấy điểm? Tôi chấm cho bài này là một Titanic trên biển. Ừ, thế tôi chấm một tảng băng. Ừ đấy, khi anh em mình chạm với nhau là dập nhau đấy. Ok, và đấy là kết thúc của cái Christian ngày hôm nay. Thì các sếp, các cháu là mong chờ gì ở những sản phẩm tiếp theo của anh Minzy, đặc biệt là cái tuyển tập nhạc chất tuyển tập nhạc chất 2023. Thế thì các sếp cảm thấy thế nào về cái MV lần này và mong chờ gì ở những sản phẩm tiếp theo của Xuân Đan thì hãy comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì tôi là Nam England, còn tôi là cậu vàng chuẩn bị về nhà được lão Hạc cho ăn bữa cuối. Ôi ra đi đó anh em, bye bye nhá, bye bye.